Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chương trình Aerobe của cái token Core Marker, ký hiệu là CMKR. Và khi mà các bạn đăng ký và tham gia chương trình Aerobe của nó thì các bạn sẽ nhận lên tới 4.000 token, giá trị dự kiến là 15 USD và nó sẽ được phân phối trong vòng 72 giờ. Thời gian tham gia là các bạn sẽ tham gia từ 27 tháng 5 cho đến 27 tháng 6 này, trong vòng 1 tháng này, và tối đa là 7.000 lượt, 7.000 solo thôi nhá. Ok, đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia này. Đầu tiên các bạn sẽ phải follow và retweet bài viết đã ghim ở trang đây, mở sang tab mới đây. Đây các bạn follow này và retweet bài viết đã ghim. Bài viết đã ghim nằm ở đây, các bạn sẽ retweet lại nó. Retweet dưới dạng là comment nhé. Ok, các bạn sẽ sử dụng hashtag là CMRK chẳng hạn. Ok, các bạn nhấn retweet. Xong thì các bạn sẽ tiếp theo các bạn sẽ follow cái trang Facebook và chia sẻ bài viết đã ghim của nó. Đây chính là trang Facebook của nó này. Các bạn nhấn vào. Sau đây các bạn chia sẻ bài viết đã ghim, thì đây là bài viết đã ghim, các bạn chia sẻ nó đi. Chia sẻ luôn. Tiếp theo là các bạn zone vào group Telegram. Và channel Telegram. Đấy, sau khi mà hoàn thành các bước thì các bạn sẽ nhập email của các bạn vào và nhấn tiếp tục này. Đó, các bạn sẽ điền profile link feeder của chúng ta vào. Rất là đơn giản thôi. Tiếp tục. Username Telegram. Tiếp theo. Profile Facebook của các bạn. Tiếp nữa. What? Ở đây thì nó sẽ có một cái yêu cầu như thế này này. Các bạn có thể, ở đây là nhiệm vụ không bắt buộc nhé, các bạn có thể chia sẻ lên Telegram channel và group Facebook này với lượt với cái group Facebook thì hơn 500 thành viên và channel Telegram cũng hơn 500 thành viên, thì các bạn sẽ nhận được thêm token. Ok. Ok, ở đây thì mình sẽ chia sẻ lên một cái group. Đây. Mình sẽ kiếm một cái group hơn 500 thành viên để chia sẻ ở đây. Đây là group của mình sẽ chia sẻ cái link này lên. Ok. Chia sẻ cái link này lên. Không có link à? Ok thì mình sẽ kiểm tra cái phần ở đây. Đây. Đây link group đây. Cái link các bạn có thể copy ở trong cái phần feeder của nó nhé, để cái link nó chính xác hơn. Đây, cái link nó sẽ chính xác như thế này. Các bạn có thể sử dụng hashtag là airdrop. Drop. Đấy. CMKR. Thì các bạn sẽ nhận được thêm là đấy, các bạn sẽ nhận được thêm là 1.500 token nhé. Ok, các bạn nhấn đăng này. Sau khi nó đăng, các bạn copy cái đường link bằng cách di chuột vào phần vừa xong, các bạn sao chép để chỉ liên kết và các bạn paste vào đây. Cái này thì các bạn post lên trên đồ Telegram để nhận thêm nhé. Ở đây thì mình bỏ qua. Và cái phần Telegram username rapper thì các bạn sẽ điền là account tiền số vụ 2018 cho mình nhé. Đấy,
sau đấy các bạn nhấn tiếp. Đây là cái phần khá là quan trọng này. Ở đây thì các bạn sử dụng ví Metropolis, và nếu như các bạn gửi 0.001 ETH đến địa chỉ này, các bạn sẽ nhận được thêm 6.000 token nữa, và cái này nó chỉ miễn phí cho 1.000 solo thôi nhá. Ok, đây thì chúng ta chơi free thôi, không việc gì chúng ta phải gửi cả. Đấy, sau đó các bạn nhấn tiếp. What? Cái gì đấy? Sao lại tự nhiên về mất hết rồi. Đây, mình sẽ làm lại cái này nhé. Nó hơi bị lỗi một chút. Tiếp tục. Profile Facebook. Tiếp theo. Link bài viết ở post. Ok, vừa xong. Cái này tiếp theo đi. Cái này thì không bắt buộc, chúng ta có thể tiếp theo. Và đây này, cái phần này này, đây chính là cái địa chỉ ví mà chúng ta nhận nhận cái chương trình Aerobe của nó. Thế nên chúng ta điền chính xác nhá. Chúng ta điền sử dụng ví Metropolis để hỗ trợ tốt nhất công nghệ ERC20. Các bạn nhấn gửi. Đấy, như vậy thì đã xong rồi. Và mình đã giới thiệu xong cho bạn về chương trình Aerobe nhận 4.000 token của ký hiệu CMKR. Giá trị dự kiến là 15 USD cho chương trình Aerobe của thằng này. Những cái gì thắc mắc không hiểu hoặc không làm được, các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.